Come on. Cùng đến với cuộc thi ăn ớt của các siêu anh hùng. Khách mời tham gia gồm Common Quasar, Bumblebee và Barricade. Hi. Cùng theo dõi xem ai là người chiến thắng. Three, two, one. Let's go. Bắt đầu cuộc thi Barricade đã trở thành hoa hậu đại dương với bờ môi không cần tốn tiền tiêm filler. Bonfasser cũng phải vất vả vì cay. Có vẻ như Bumblebee đang chiếm ưu thế. Nhưng đến phút chót thì lăn đùng ra ngất. Chỉ còn lại hai thành viên. Barricade cũng không chịu nổi mà bất tỉnh. Trong cơn mê, anh ta thấy xung quanh mình là kẻ hầu người hạ. Ai cũng phải phục tùng anh ta. Vì vậy mà anh ta phải tỉnh lại ăn để đổi đời. Nani? Bonfasar cũng vì ăn nhiều mà ảo giác. Vừa tỉnh ngộ thì bên cạnh, Barricade đã giành chiến thắng. Yeah. Bla 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 bla. Vàng và kim cương đã thuộc về Barricade.